sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây, đó chính là cây nha đam. Hôm nay mình sẽ trồng những cái cây nha đam này nè vào chậu cho các bạn xem nha. Các bạn xem nè, ở đây mình có 4 cây, khi lúc nãy mình nhổ được 4 cây con từ những cái cây nha đam lớn, mình sẽ trồng vào chậu. Các bạn cùng xem nha. Hello cả nhà. Bây giờ em sẽ trồng mấy cây nha đam này nha. Đây, bây giờ cái cây này sẽ chút ra sang qua cái cây lớn. Nhà xem nha. Mấy cây con, còn mấy cây con này nữa nè. Mấy cây con. Hello, hello. Hello, hello. Trong cái chậu nhỏ này mấy bạn, bây giờ mình sang qua chậu lớn. Cây thứ hai, sang qua chậu thứ hai. Để vô thì mình mở bỏ đất vô, bỏ phân vô. Đây cái này múc phân. Các bạn xem nha. Mình lấy cái này mình múc phân qua đây. Dùng tay hốt luôn. Phân này các bạn được bao nhiêu đây rồi nè? Này mình bỏ phân vô à, nó gần đầy rồi nè mấy bạn. Mình tiếp tục bỏ vô mình nha mấy bạn. Hai cái hũ lúc nãy mình xuất ra nè, hai cái hũ không nè. Tiếp tục bỏ
vô. Kéo cho nó cơ cơ lên chút xíu. Đó. Còn mấy cái cây nhỏ này nè mấy bạn, mấy cây nhỏ này thì mình bây giờ mình sẽ để bên cạnh mấy cái lớn này, tưới nước để vài bữa nó lớn lớn chút xíu thì lại sang nó qua mấy cái chậu kia, chứ bây giờ nó nhỏ quá để nó lẻ loi một mình đó, để nó vô đây đừng dưỡng nó. Bây giờ em có 4 cái cây nhỏ thì em để bên đây 2 cây đi, bên đây 2 cây. Trên chỗ làm em cũng làm bằng cách đó đó. Lâu lâu cái em về nhà em nhổ cây con thì em để cạnh mấy cây lớn như thế này nè. Rồi để vài bữa nó lớn lên thì lại nhổ sang qua cái chậu lớn. Nó như vậy rồi mình tưới nước thôi. Đó đó các bạn, xong rồi cái em tưới nước là nó xong. Điển hình là hai chậu như thế này. Rồi lúc nãy cái bao phân của em đây giờ còn, bây giờ dẹp thôi, dẹp bãi chiến trường. Đó. Giờ em tưới nước cho hai cây này nhiêu mọi người. Rồi tưới nước cho hai chậu này chứ, hai chậu này mà 4 cây. Cốc tưới nước này đóng rồng, tại vì em để bên cái xô này nè, để cái hâm nước bên cái xô. Tưới nước nó chỉ ướt thôi, nữa để lục bình vô, mới để lục bình. Trời ơi, công tình nãy giờ quay, nó quay ngang rồi. Tưới thêm một cốc nữa nha cả nhà. Đây, tưới thêm một cốc nữa. Nói chung em trồng nó đơn giản vậy thôi. Rồi giờ bữa nó sống. Nó sống xong cái bắt đầu em mới đắp thêm lục bình khô vô. Mà mấy cây nhỏ con này thì chiết nó qua chậu bự như thế này. Mấy cây con này nè em nhổ qua chậu bự. Các bạn ơi, mình đã thực hiện trồng những cây nha đam con vào cái chậu bé bé nhỏ nhỏ thế này rồi. Đây, sản phẩm của em đã hoàn thành. Mọi người thấy cây nha đam của em, một cây lớn giữa, hai cây nhỏ hai bên, hai chậu. Chậu thứ hai đây, chậu thứ hai cũng tương tự, một cây lớn giữa, hai cây nhỏ hai bên. Mọi người xem lại hai cây của em. Em kết thúc video ở đây nha cả nhà. Bye bye. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.